Trang Văn Nghệ. Chào quý vị và các bạn đến với Trang Văn Nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, nước Việt Nam chúng ta tự hào là một đất nước tươi đẹp. Tươi đẹp vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người Việt Nam. Nổi bật trong đó là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ chính là một hình ảnh đẹp mà mọi người nghĩ đến. Người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu vị tha, với thiên chức làm mẹ, làm vợ, là tình thương, sự ấm gia đình, sự ấm tâm hồn mỗi chúng ta. Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, nhiều cô gái trẻ đã dành trọn thanh xuân, những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời mình, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Trang Văn Nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Tiếng hát Đặng Thùy Trâm, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe ca sĩ Đỗ Thủy, nhà hát ca múa nhạc quân đội trình bày ca khúc Tiếng hát Đặng Thùy Trâm. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, một người con của quê hương Quảng Ngãi, nơi liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã ngoan cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, sáng tác ca khúc Đặng Thùy Trâm, không chỉ khắc họa đậm nét cuộc đời, lý tưởng, sự hy sinh và tâm hồn diệu kỳ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, mà ở đó còn có cả lòng biết ơn của người dân Đức Phổ, Quảng Ngãi. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 trong một gia đình trí thức có truyền thống về ngành y. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội đạt loại ưu, Đặng Thùy Trâm theo học khóa huấn luyện đặc biệt chuẩn bị đi Nam.
chị đã chọn cho mình một lối sống, một lý tưởng cao đẹp. Tháng 3 năm 1967, sau gần 3 tháng hành quân đầy gian truân vất vả, chị đã vào đến chiến trường Quảng Ngãi, được phân công về huyện Đức Phổ. Và ở đây, chị đã anh dũng hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi. Cuộc đời, sự nghiệp và sự hy sinh anh dũng của bác sĩ Đặng Thùy Trâm là tấm gương sáng về tình yêu quê hương đất nước, về lòng dũng cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, về y đức cao quý của người thầy thuốc, về tình yêu thương với tất cả mọi người. Một tình yêu thương mênh mông nhưng rất đỗi chân thành. Nói về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm chia sẻ. Khi đọc những dòng suy nghĩ, tình cảm của nữ anh hùng bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua những lời kể chân thực, đầy xúc động của người lính trẻ đương đầu với bom đạn trong cuộc chiến tranh khốc liệt của dân tộc, trước một tâm hồn dịu kỳ, nên tôi ôm đàn viết ngay: đẹp mãi bốn mùa hoa, tâm hồn huyền thoại, đất mẹ anh hùng văn hiến Thăng Long, phơi phới thanh xuân khi quê hương khói lửa, xung phong lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng. Và ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm ra đời. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm mở đầu ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm chỉ bằng 4 câu nhạc, nhưng anh đã vẽ lên chân dung liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thật bình dị nhưng cũng rất lung linh. Đẹp mãi bốn mùa hoa, tâm hồn huyền thoại, đất mẹ anh hùng văn hiến Thăng Long, phơi phới thanh xuân khi quê hương khói lửa, xung phong lên đường với tiếng gọi thiêng liêng. Từ năm 2005, qua cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm mãi là vị nữ bác sĩ trẻ tuổi vĩ đại nhất của dân tộc. Trong hai cuốn nhật ký của mình, chị đã thể hiện một tình yêu rộng lớn, một tình người gắn với lý tưởng sống, lẽ sống của cuộc đời. Đó là tình cảm với nhân dân, với đồng đội. Chị đã mang theo hành trang một y đức, rời trường y, xa Hà Nội dấu yêu, xa em thơ, mẹ hiền bao kỷ niệm, giữ mãi trong tim, tha thiết mối tình đầu. Là một trong những ca sĩ khéo léo khoe chất giọng nội lực nhưng đầy cảm xúc, khiến người nghe nổi da gà. Khi thể hiện ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, ca sĩ Đỗ Thủy chia sẻ cảm xúc của mình như sau. Xin kính chào quý vị khán giả và ekip chương trình. Đỗ Thủy cũng đã hát rất nhiều các ca khúc mới về đề tài ngợi ca các anh hùng liệt sĩ. Với Thủy, ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm đã để lại trong Thủy một ấn tượng sâu sắc về lòng biết ơn, tình yêu thương và sự dâng hiến của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Những nốt nhạc đã làm cho trái tim Thủy vô cùng tự hào về một đại diện cho biết bao sự mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để có nền độc lập như ngày hôm nay. Thủy rất xúc động khi hát lên những lời ca đó. Mặc dù không phải là chất liệu âm nhạc mà Thủy đang theo đuổi, nhưng Thủy đã hát bằng cả trái tim mình. Còn đối với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, cho biết chị thể hiện ca khúc với tấm lòng biết ơn, ngưỡng mộ và tự hào khi được hát về người con gái đã hy sinh tuổi xuân của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh nói: với ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm đã rất khéo léo khi đưa vào những ca từ và giai điệu tạo nên một bức tranh rất là sống động và thực về người con gái Đặng Thùy Trâm. Nếu như ở phần đầu của bài, nhạc sĩ đã đưa vào sử dụng gam thứ kết hợp với tiếng đàn violon, guitar, nó lột tả được những tâm tư, những tình cảm của người con gái Đặng Thùy Trâm, thì ở đoạn sau, nhạc sĩ đã sử dụng gam trưởng khiến cho người nghe có một cảm giác nó tươi mới hơn và tự hào hơn, thay cho một lời cảm ơn, một lời tri ân đến những hy sinh thầm lặng mà người bác sĩ, người liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã dành cả tuổi thanh xuân của mình vì một sự nghiệp giải phóng đất nước. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh sẽ thể hiện ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm.
mẹ anh văn hiến thăng long, phơi với thanh xuân khi quê hương khói lửa xung phong lên đường với tiếng gọi thiêng liêng. Chị đã mang theo hành trang một ý đức rời trường đi xa Hà Nội dấu yêu, xa em hơn mẹ hiền bao kỷ niệm, giữ mãi trong tim tha thiết mối tình đầu. Đức phụ Quảng Ngãi chiến trường xưa, lại nơi chiến trường mãi mãi chỉ hát lời yêu thương với thiên nhiên cỏ cây hoa lá, nhật ký đôi người tràn đầy khát vọng cho muôn phương nở hoa. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam luôn ghi đậm dấu ấn sáng ngời của những nữ anh hùng hào kiệt, bất khuất, không chấp nhận kiếp sống nô lệ và đã anh dũng đứng lên chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã đi vào nhạc, vào thơ, trở thành người kỹ sư tâm hồn, và với mỗi chúng ta, tâm hồn ấy sống mãi. Ngọn lửa từ trái tim đầy nhiệt huyết và yêu thương của chị. Đức Phổ, Quảng Ngãi chiến trường xưa, quê hương một thời lửa khói, thắm tình yêu thương Đặng Thùy Trâm, tâm hồn diệu kỳ. Cuộc đời lương y, vì quân dân cả tuổi xuân gửi lại nơi chiến trường. Vâng, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã vĩnh viễn ra đi, nhưng chị vẫn còn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân Việt Nam. Những giai điệu tha thiết, ngọt ngào, những ca từ giàu hình ảnh của ca khúc làm cho người nghe thêm tự hào về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Mãi mãi chị hát lời yêu thương với thiên nhiên cỏ cây hoa lá, nhật ký đôi mươi tràn đầy khát vọng cho muôn phương nở hoa sắc thắm. Còn mãi bài hát tuổi 20 với non sông chị đã ngã xuống, cho nét thanh xuân tràn đầy ước vọng, cho quê hương rạng rỡ muôn màu. Ca sĩ Đỗ Thủy cũng cho biết thêm ý kiến khi làm việc với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và thể hiện ca khúc của anh. Thủy được gặp gỡ và làm việc với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm chưa lâu, nhưng ở nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm thì cảm nhận được ngọn lửa đam mê, sự chỉnh chu, trau chuốt ca từ cho đến mạch nguồn cảm xúc trong âm nhạc. Ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm đã viết lên những giai điệu vô cùng tha thiết, ngọt ngào, gần gũi. Bản thân Thủy rất yêu thích giai điệu của ca khúc này. Thủy tin rằng ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm sẽ được đông đảo quý khán giả đón nhận và yêu mến. Nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm đã sáng tác hàng trăm ca khúc và có nhiều ca khúc phổ thơ được đông đảo công chúng yêu âm nhạc, yêu thích. Nhưng có thể nói với ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, nhạc sĩ đã thể hiện được ngọn lửa đam mê, sự chỉnh chu trong từng giai điệu, sự trau chuốt của ca từ cho đến mạch nguồn cảm xúc trong âm nhạc. Nên có rất nhiều ca sĩ đã chọn ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm để thể hiện. Trước khi khép lại Trang Văn Nghệ hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận, mời quý vị và các bạn nghe ca sĩ Hồng Lĩnh, đoàn ca múa nhạc dân tộc Ninh Thuận thể hiện ca khúc Tiếng Hát Đặng Thùy Trâm, sáng tác nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm.
mãi bông mùa hoa tâm hồn huyền thoại. Đất mẹ anh hùng văn hiến Thăng Long, phơi phới thanh xuân khi quê hương khói lửa dùng phong lên đường với tiếng gọi thiêng liêng. Chỉ đã mang theo hành trang một ý đức rời trường y xa Hà Nội dấu yêu, xa em thơ mẹ hiền bao kỷ niệm giữ mãi trong tim tha thiết mối tình đầu. Đức vô quang ngại chiến trường xưa, quê hương chìm vào lửa khói, thắm tình yêu thương đậm thủy chung tâm hồn diệu kỳ. Cuộc đời lương y vì quân dân, cả tuổi xuân gửi lại nơi chiến trường. Mãi mãi chỉ hát lời yêu thương với thiên liêng cỏ cây hoa lá. Nhật ký đôi mươi tràn đầy khát vọng trang ước vọng cho quê hương rạng rỡ muôn màu. Thưa quý vị và các bạn, Trang Văn Nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.